Xin chào các bạn, hôm nay Lý Thập Phút giới thiệu các bạn món bánh khoai, bánh bạch tuộc khoai môn. Phía bên ngoài được phủ một lớp bột chiên giòn sẽ khiến bánh giòn hơn, và phía bên trong là lớp lớp bạch tuộc có một vị ngon dai dai giòn giòn, và kèm theo đó là khoai môn. Chúng ta sẽ ăn kèm với tương ớt.